sáu tháng 5 là mỗi ngày cậu cháu cũng như mấy người chăn nuôi với lại mấy người làm thuốc lúc nào rảnh thì mình bắt đầu mình sửa sản khu vực của cha tường lại à bảo bảo tồn những cây thuốc quý của cha tường lại. Thì theo như con ở đây trước giờ con đã làm ở đây với cha tường mười mấy năm mà con biết những kỷ niệm gì sơ sơ con nói gì khu vực này hay là à, con có nhớ được cái gì không dạ thì trước là chào cô bảy đi ha dạ, à, chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng anh chị cô chú bác thì con tên đó, tên là nguyễn thành phúc nhưng mà con, con có cái tên tí con phái cái tên đó ông cố đó, là con kêu bằng cậu thứ 11 mà nào giờ thì con kêu bằng ông cố không mà thì cho nên nó quen vậy rồi thì con ở đây với ông cố là ông cố về đây là 10 năm thì con ở với ông cố ở đây là 9 năm thì trong quá trình mà ông cố về đây là thì à, trước tiên là ông cố là phục vụ cho bà con bà con là những người mà như là ông cố là trồng rau củ quả để cho bà con những chỗ nơi nghèo nghèo chùa chiền thì à, các nhà tình thương thì cho gạo hàng tháng là trong quá trình là 7 năm đó, còn con thì phục vụ cho ông cố là 9 năm thì cái trách nhiệm của con á, đầu tiên ở đây là như là coi sóc giường tược của ông cha cố rồi trâu bò rồi làm ruộng rồi ngoại trừ những công việc đó thì con còn làm thêm là xây nhà tình thương cho những cái hoàn cảnh mà hậu nghèo đó cậu ạ thì con cũng được biết là có như tất cả những mạnh thường quân nhà là con là thầu luôn không? dạ con là thầu đứng ra làm trong quá à. thì uh, nhiều mạnh thường quân trong nhà ngoài nước cũng về hỗ trợ cho cha cố trong vấn đề đó dữ lắm nhưng mà cha cố có nói với con là cậu ngoại của, của con đó, chính là mạnh thường quân chính trong cái vấn đề này nhiều khi có những mạnh thường quân mà có những tháng mà người ta gặp những hoàn cảnh mà hay trục trặc về tiền bạc ừ. hay khó khăn chút ừ. đỉnh đó, thì anh mãi thật đó, là cậu của, của con đó là, là là diện trợ chính đó chính là người diện trợ chính cho cho trong cái vấn đề cho cậu cho cha trong ừ. vấn đề là xây nhà ừ. đó thì con cũng có đôi chút về vấn đề đó còn uh, riêng về cái nhiệm vụ của con hiện giờ làm ở đây á, là con quản lý trâu bò rồi uh, cái khu vực cái vườn thuốc sai thuốc và yeah, làm nước rồi uh, sau khi mà uh, thì cái quá trình nó diễn ra cũng 7-8 năm nay như vậy đó cậu ừ. mà sau khi mà cha cố mà đã nằm xuống rồi á thì cha cố còn để lại một số kỷ niệm nhiều với lắm nhưng mà đặc biệt á là những con động vật á mà cái cái đó là cái tâm huyết của cha cố ừ. coi như là ăn cây cỏ buông bỏ cho không và bảo vệ sự sống ừ. tất cả bốn cái điều đó là cha cố đã làm được ừ. đó. ăn cây cỏ thì cha cố là, là coi như là trọn vẹn ừ còn là buông bỏ cho không là ông cố cũng làm coi như là tuyệt vời luôn còn bảo vệ động vật thì sáu ừ. năm nay sáu ừ. năm nay cha gấu là coi như là chết cho chứ là hoàn toàn là cưng nó làm như là một người con của ông cố vậy đó thì sau khi mà cha cố nằm xuống đó, thì cũng còn trở ngại một chút trong cái vấn đề là trâu bò đó ừ. thì thì ông thì cậu 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 bảy cũng biết rồi trâu bò nó ăn thì mình cũng phải tốn tiền mua rơm một số ừ. lượng tiền mà mua rơm là một tháng là, là ít nhất là cũng khoảng là từ 18 đến 23 triệu là là từ rơm nó nằm trong lý do con nói trong cái giai đoạn đó là tại ừ. vì tiền rơm tiền rơm nó lên xuống bất thường chứ không nằm chết giá ừ. thì cái tiền điện nhiều khi xài nhiều hay ít nữa nhưng mà ông có nuôi ấy... à, hồ dạ đúng rồi. Kia rồi ban đêm đốt, có đốt đèn vào đêm không Dạ có à. đó thì ông cố nuôi bảo vệ sự sống đó là nó không phải là nó vô nghĩa, nó rất có là có ý nghĩa, nhưng mà ngoại trừ cái việc mà mình tốn tiền chi phí cho nó, ừ. nhưng mà đổi ngược lại thì mình lấy cái phân của nó mình đem mình bón cho cái vườn thuốc. Ừ. Đó thì thì, à. thì thì mình lấy cái phân tự nhiên mình bón cho cái vườn thuốc thì mình lấy được cái thuốc tự nhiên đó mình đem mình cứu ừ. người bệnh. Nó giống như là một cái chuỗi liên kết vậy đó. Ừ. Thay vì là mình bỏ tiền mình đi mua phân bên ngoài, ừ. nhưng mà phân bên ngoài thì coi như là người ta cho ăn thức ăn cho ăn đủ tất cả các thứ ừ. thì nó không hợp lý cái gì với cái vườn thuốc mà tự nhiên cũng không có làm như vậy ừ. đó là đôi chút về kỷ niệm mà cha có để lại ừ. thì vậy thì con đã hiểu hết khu, khu vực này trong 7 tám năm qua ở đây rồi ha. Dạ. thì tiếp tục con sẽ sẵn sàng bảo vệ cái đám động vật này cho đến đến khi nó chết hết con có dám nhận cái lời này không dạ thì uh, con cũng từng nói là ừ. sau lưng với cậu mà con nói là cho dù nó nằm trong cái nghịch cảnh nào đi chăng nữa mà cậu chỉ là mua rơm giùm cho con thôi ừ. rồi đó con sẽ xả thân con làm cho ừ. đó, tại Đạ. vì nói chung ra là ngay từ cái giây phút đầu tiên là ông cố mua ừ. chỉ ừ. có hai con bò đực thôi ừ. ông thích ông mua hai con bò đực về là ngay trăng nhốt cái đang cái nhà chỗ này nè ừ. đó là mua hai con bò đực đó là 90 triệu mà ừ. ở bên bình đại vẫn đó mà ổng về ổng mừng nguyên ngày đó là ổng không ăn cơm được ừ. thì rồi, rồi okay. con sẽ chấp nhận đó. cái vấn đề đó ừ. dạ. vậy tốt quá rồi dạ. tại vì cái đám động vật này không thể cho những người mà cái tâm không tốt để dạ. bảo tồn nữa tại vì tâm không tốt thứ nhất là nước dơ nó làm biến thay dạ. thứ hai đói nó làm biến cho ăn thứ ba nữa là chết ta không biết nó chôn hay là nó bán nên nó lôi yeah. ra nó chôn đó rồi ta không biết như thế nào cho nên nếu mà nó có đẻ được thì tốt còn nếu mà nó thiếu quá thì nó chết nhiều mà không đủ cái sức phân để bỏ vô vườn thuốc này thì có thể con cũng phải thông báo cho cậu biết để có nơi nào được đủ cái số con động vật cho vườn thuốc mình mới ngưng Yeah. thí dụ nó cảm thấy nó thiếu ba bốn con yeah. thì phải cho cậu biết còn thể nó đủ rồi thì nhất định không cho nó dư tại khi cho nó dư là mình sẽ bảo tồn nó đời đời yeah. cho đến khi nó chết tại vì khi nó ở nhà bất kỳ một nhà của người nào thì cái chuyện đó là chuyện của người khác yeah. còn nếu nó đến khu vực của cha tường là khi mình đã thu nhận nó rồi là mình phải nuôi cho đến khi nó chết thì như vậy là mình nuôi giống như mình nuôi một đứa con của mình vậy đó dạ ờ. đúng rồi như, như như là một đứa ờ, con đó cho nên đó, mình không không thể nào mà mình nhận ai cho ai tặng ai bán mình cũng không có nhận miễn đủ thôi thì mình bảo toàn nó để nó bảo toàn cái giường thuốc đó mình nuôi vật là vật nó cả ơn là cả ơn mà cái cách là nó ỉa ra cục cức đó thì đúng theo cức mà mình muốn thì bỏ vô thuốc. thí dụ giờ cậu nói thuốc nè, thuốc của cha có mười mấy loại thuốc quý. thì à, bây giờ thuốc của cha đâu, con đâu có đi mua phân ngoài chợ bỏ vô đâu phải không? Dạ. thì thí dụ như thuốc ở Hà Nội, thuốc Thành phố Hồ Chí Minh thuốc đâu cũng cần biết. người ta trồng cây xạ đen, cây ăn cho, cây xương khỉ, cây dân dân. thì nếu nó xấu người ta phải mua phân urê, phân hột thì người ta bỏ vô. hoặc là có phân chuồng cũng chưa chắc gì tốt. tại phân chuồng nó ăn nó thức ăn á thì như vậy là nó tốt đó. Nhưng cái lá nó không đủ chất chống oxy hóa là như thế này. À cái lá nó tốt, cho dù cây thuốc có trồng 3 năm đi thấy nó tốt đó nhưng mà cái lá nó mỏng lét à. Còn cái lá thuốc của mình nó tốt đó nhưng mà nó tốt bằng cách thiên nhiên, cái lá nó dày lắm. Thí dụ mình đâm một uh, ký thuốc lá ký uh, ký lá mà để bó đó, mình đâm ra được một ly thuốc của người ta nha nhưng mà thuốc của mình có thể đâm ra một ký đó thứ đó mà đâm ra được hai ly vì lý do nó đủ cái chất dày độ dày của nó cái chất nước của nó nó chứa trong đó và cái chất thiên nhiên của nó thì nó sẽ ra cái cái tận lượng nước nhiều hơn đó cho nên à, vấn đề này thì à, theo nguyên lý nó là vậy rồi nguyên lý với kỹ thuật của cha tường trồng là à, chống tất cả những cái cái dùng đồng bằng này cho nên cha tường mới bỏ đá bỏ đá ở dưới lớp đá lớp phân lớp đá lớp phân và phân chuồng và lớp đá như vậy sau đó mùa nắng mình tưới bằng cái nước này coi như là khu vực này là nước kèm không còn mùa mưa thì nước thiên nhiên nước của trời thì cho nên chính vì như vậy mà cái thuốc này nó rất là quý à. rồi à, khi cậu nói đây nếu như có những người lớn tuổi nào trong ngoài nước mà muốn đến đây ngồi uống nước trà giống như cậu cháu mình ngày hôm nay à, điểm ừ. hình như hôm nay là mai chiều con phải đem cái bàn cũ của cha cố gì đây dạ. Yeah. cái khăn này khăn của <laughs> cha tường phải không dạ khăn, khăn của cha tường trong ừ. cũ cha tường tắm hàng ngày đó à, mở bãi mà mới lục ra ủa khăn tắm hả <laughs> khăn tắm khăn này đội lên nóng lá mình ừ. mình tại vì tại vì biết sao phải đổi cái khăn này thứ nhất là chàng cho đường đen mặt thứ hai nữa tóc dài nó bay phủ phủ vô mặt á không thấy đường chút yeah. đất thì về cút đất thì cậu là số một mà yeah. nhưng mà nếu như công nghệ đời mới bây giờ thì về vấn đề là pha mờ làm nghề nông á thì người ta dùng máy móc thôi cho dù lõm đất nhỏ người ta cũng không cầm cái cuốc người ta cuốc nó có cái máy nhỏ yeah. cái máy bươi của nó mà tại ông cha tưởng đi tu nó biết ông cứ tra cái cán cuốc cho ngon rồi ông cuốc yeah. thật ra cái máy cái máy bươi đó nó bươi tiến tiếng hồ bằng bốn đứa cuốc một ngày chưa rồi nữa À, mà nó bươi đứt hết những cái rễ cỏ lên rồi sau đó mình làm rễ cỏ là xong à, Thì nếu mà mình nói như vậy thì chưa chắc gì uh, Ông cha tường mình chỉ là ông làm gì chưa chắc gì có dùng thuốc này Tại ông phải lên mương, rồi ông đắp bờ, rồi ông trồng từ cây từ cây Thì uh, <laughs> điều này mình nói tới đây thì được rồi ha yeah. Bây giờ mình nói uh, khu vực mình đang ngồi đây Thì uh, ờ à, đợi mình dòm vô đây mình thấy một cái ha thấy một cái đây đây là cậu cho con coi nè cái bằng này nè <laughs> rồi con đứng đó đi đây nè cái giấy này á là cái giấy được chính phủ mỹ của nước mỹ bảo lãnh cho tường cho tường cũng cưng ổng làm vô khuôn vậy hả dạ làm vô khuôn mà, mà mà con nhà biết nào cũng nói với tụi con hết ồ ừ, con biết hả <laughs> dạ biết ờ à, cái này là thật thành nguyễn ừ. nè Số nhà là 2000 đường Daria thành phố Amarillo tỷ bang Texas Số dùng là 79107 là cậu lãnh cha tường nè. Uhm. Nhưng mà ổn quá, ông chết đi ổn. À. Nè, citizenship of citizenship of America là cái này là người của quốc tịch Mỹ. À nói tóm lại là cái giấy này đã được chính phủ mỹ nhận cho tường đã từ lâu nhưng ổng để bụi bặm không ha yeah. để mình coi cái tên của ổng đâu à. nói chung là cái này nó đã có số thẻ xanh luôn thì ok mình câu sơn cái vậy ha cái này cũng không thể bỏ được dạ đâu có bỏ được các bạn cái này mai này cậu về mỹ thì cậu sẽ điền đơn lên trên online đó cậu canh sầu là lý do cái tên của người này đã qua đời bỏ luôn Ờ, à, chứ không có thể để dạ, mình đấy. không để như vậy cậu cũng biết cái này này của cha tường nè ờ à, mấy này cậu lương biết. y tiêu biểu ừ rồi thì cái khu vực này mình sẽ làm trở lại để trưa mình buổi sáng mình khám bệnh trở rồi buổi chiều nó không có đông người đó mình để cho lương y bác sĩ trở là mình tập trung mình xuống dưới này để mình bảo tồn cho cái giường thuốc còn à, à, xin chào quý vị nãy giờ mình ngồi uống nước trà đó trà này xương khỉ ha tí dạ ăn so ăn so ăn dạ. ừ. so giải độc gan giải độc gan phải dạ. không còn xương khỉ thì cũng giữ là xương khỉ xương khỉ coi như dạ nó tanh nhưng mà nó giảm đau à, yeah. giảm đau cực kỳ nhanh bữa nào mình có bàn xuống rồi mình bẻ chùm ngay mình nấu uống ha yeah. còn đây là đây là cái bàn bị da của cha tường nha. còn ở trên này thì gác cái lầu của cha tường để để cậu bước lên tới đây thôi rồi yeah. mình đi vòng ra đám thuốc một cái ha à, Xếp cây cơ lại để cho có chỗ nơi để thôi Để thôi mai mốt nó gãy mình không có Cái chỗ nào mai mốt nó hơi tệ đó Thì mình chắc phải sửa lại tí thôi à, Chậu... Lá này cũng còn tốt mà Trời trên này mát dữ Ở lắm rồi đó, Vẫn chắc cái lắm Cái gỗ này, cái gỗ sàn này tốt đó tí Dạ Gỗ sàn này tốt quá là mọi người nói ông cha tường té chỗ này chết á hả? À, chị à, bác sĩ hòa nói khác, chị dạ. hạnh nói khác. Chị nói vậy thôi nhưng mà bác không có tặng mắt chứng kiến. Ờ. Ừ. Dạ. Còn đây cũng là một uh, đây là cái kỹ vật của cái uh, kỹ vật của dạ. cái cối này mình dạ. mình đưa lên phòng thuốc dạ. nha. Ngày đầu tiên mà dạ. thời sơ khai mà chưa có gì là phải đâm như vậy. Ừ. ừ. Cái này cái này là có <laughs> cây thôi, còn có đá là khác nữa. Hả? Dạ cái cối đá là khác. nữa. Nhưng mà cái này quý lắm á Dạ. dạ bây giờ mình đi dài qua anh đây con chỉ giường thuốc cho cậu coi sơn cái ha cậu đi trước cái này cái là xương là... khỉ với chùm ngay ờ à, xương khỉ chùm ngay bây giờ đất này coi như mình mua xong rồi hả tí dạ đất này mình mua xong rồi đó từ đây nè tới đây từ từ đây qua tới hàng rào bên kia là mình mua à, xong rồi đó là mình mua dạ coi như hiện giờ cậu sở hữu tới vách tường đó luôn đó à, tường đó là của ai của bà hạnh của mình tiến à, gì cái giấc tường bên kia là của bên kia còn từ cái giấc tường bên đây là của mình bây giờ là bữa hôm mấy đứa nhà trọ nó qua nó bẻ thuốc ha bên dấu nhà bên <laughs> hạnh đó. bên <Mình> nó, <laughs> nó nó nó, nghe, nó bẻ hoa qua vấn đề nó bẻ thì à, nó uống thì tốt thì không nói mà dạ. Thú quỷ này uống lơ tơ mơ mà, mà quá liều là chở đi bệnh viện quá liều này. là chở đi bệnh viện chứ không ừ. phải dẫn được với thuốc nanh với núi này ừ. Bây giờ là bắt đầu tiến hành thì tụi con sẽ cho ba bốn đứa mỗi ngày làm mới mới vậy làm hàng rào hết đi. Yeah. Ha. Dạ. Yeah. Bây giờ cái hàng rào này nó cũng dài dữ, cũng nhiều tiền ha. Làm ton thôi cho nó rẻ tiền chút. Dạ yeah, mình tạm ton rẻ tiền. Ừ, mình tận dụng cái gì còn được. Còn cái nào mà ton mà ton dụng như này không xài nữa. Yeah. Mai chiều con cho tụi nó gom lại hết. Gom lại hết cái nào bán được thì bán cái nào bán không được á thì bỏ tại vì cái thằng mà nó chở ra chai lông dịch mình mình cho nó nó lấy không lấy rồi phải ừ ờ, đó thí dụ vậy nghe yeah. dạ ờ, rồi à, nhất định mình phải làm cho nó hoàn chỉnh lại để khi mình ngồi trong cái khu vực của cha tường mình mới an tâm cái vuông mình nó có hàng rào đúng không dạ đúng lỡ ban đêm ăn hôm <laughs> rồi mình nằm ở đây mình à, không dám nằm nữa nó không có hàng rào con cháo gì hết còn bên kia là nhà của các thầy mới cất phải không phòng khám Dạ phòng khám nhà có các thầy mấy. Hồi kia. xưa là đất cái con đo chỗ nào tới chỗ nào con đóng ngọc với cha tường đó. À đó, theo cái trụ đá đó, chính đó là chính xác cái trụ đá đó cậu bạn. Trụ đá đó, Còn, đó à, mấy trụ cột đó phải không? Ờ mấy trụ cột đó. Còn mấy anh kia thì mấy nó, nó, như nó như đâu là... có tới vậy đâu phải không? Ờ à, không tới vậy mà giờ mấy bên kia thì không có tới vậy nhưng mà ông cố hồi đó chỉ chỉ cho tới đó thôi. Nhưng mà sau khi đó rồi là mấy bà căn cứ theo cái bàn khoáng. Mấy à. bà đóng theo cái ranh đó luôn thì địa chính nó cũng nó không sẽ giải quyết được cũng phải làm theo bằng khoáng luôn Ờ, à, thôi kể thì, đi thì mọi ha. chuyện cũng như kết thúc ngay đó rồi rồi tao mình đi trở lại giường thuốc này đã quá ha yeah. dạ thuốc này thưa bà con mới mưa có đông từng thôi mà nó hết sức tốt rồi nếu như mình có tiền á mình mướn bậy chừng mà hai ba đứa đó tới yeah, yeah. nhậu cỏ này bớt mà nó nó tới gì cho mỗi cái tiền tiền không cũng nhiều tiền lắm nhưng mà nếu mình để cỏ nhiều quá thì thuốc nó không tốt Cái này à... Không, cái này dính vô máy có sao không? Cắt, cắt cho trâu Ờ, à, thì có đồng ý mưa ơi, mưa rồi, thì nó nhổ, nó cắt cái à, cho trâu ăn yeah. Nhưng mà mình để dài quá nó không có tốt cho thuốc Không đủ không kìa, không à, bây rồi. giờ mình đi qua sơ bên đây cái mình coi cái ranh bên đây luôn Dạ yeah. à. à, cái này trời mưa nó sống lại tí ơi là Cái nào không phải? Cái, cái này nè, phải không? Hai lá chết luôn Cái này nhổ bỏ cho đâu để làm chi? cái này cái lá bình bát của mình hôm nay kêu ông ba thanh ông đem ông làm cho dê ăn nè à. ờ rồi à, đâu có để không, cái này má chứ giờ mình nhổ bỏ đi có à. gì mình trồng lại cái khác trồng lại cái mới à, nhớ mấy cái bồn tắm đó nó đừng bao giờ bán đừng bao giờ bỏ anh tí ui con nếu con bỏ con dục cái hầm mà con ờ à, tại cái, đó, cái đó để cậu sửa lại để cho bà con ngâm nước biển sâu yeah. suy si xác sát á sẽ sẽ làm 8 cái học cậu điếm rồi bên đây bốn cái bên kia bốn cái là 8 cái để 8 người ngâm trong yeah. cổng á ngâm để trị dễ nến á dạ yeah. trị những cái bệnh trong người á còn cái bên đám mía này là cũng vẫn là đất của mình phải không à của cậu, cậu phải thấy cái, cái, trụ bê tông đó không à, cái trụ bê tông từ đó bên đó qua anh đó còn năm tấc nữa nếu vậy thì con tụi con cho tụi nó ruồng mấy cái mía này bỏ luôn à thì đang ruộng cái vô từ dụ đó. đó đang ruộng từ từ à cứ từ từ ha yeah. à, cho mấy đứa cu ly á bắt đầu nó ruồng cho trống đi đặng mình o cái giường thuốc mình lại cho tụi nó đổ phân chuồng vô hết yeah. nhổ cỏ đổ phân chuồng vô mình làm lại cái ranh hàng rào của mình đâu đó đi Rồi mình cứ chừa lại khúc qua bên kia người ta không sao yeah. nhưng mà tới bên đó để có gì cậu kêu cái ông ông trục liền á dạ ông trục Ô, liền. ông, liền ổng là chủ bên kia phải dạ, không dạ, mình xác định cái ranh rồi mình đóng cái nọc riêng xác định cái ranh rồi mình làm hàng rào để đừng có phiền ta còn trong đây là vườn thuốc đắp của cha phải không dạ vườn thuốc đắp của con phải cân vườn thuốc đắp nữa tới cái chỗ này cân dữ lắm à. Ừ. à xin mọi người đi dài dài theo mình chút xíu ha à, rồi à. ủa đây đâu có đường ra hả có đi tới đặng cũng có đường ra ờ vậy hả ờ đi đã quá tia, dạ. cái giừng thuốc này ráng cố gắng mình. Cái này nó thiếu phân dữ lắm ơi <laughs> Tinh độ mà hậm rày mình ngưng người. Cái này nó không? đến lúc cắt á con cứ cắt đi để cho nó lên cái khác để cho nó tốt. Hậm rày cái xiêu này nè cậu bảy con đang cắt rì rì đồng bạn trước bên kia trước. À cắt à. bên kia trước à. rồi cái này cũng phải cắt nha, cắt tới luôn. Cắt tới luôn đi rồi ừ. cứ dư là để để thuốc dựa trong kho đi. Dạ đặng cho cái thằng này mưa tới là nó nhảy lên cho nó tốt. Con cắt bên kia là con rộng bên kia lại rồi. Hiện giờ đang cắt ừ. cái rìa bên của bên mé vuông cái lát ờ, đánh gì hạnh bên kia. mấy cái này là con cắt là khoảng nửa tháng sau nó tốt mà dạ. đi sẵn vậy thì mình cầm cái ly nước mình lên luôn để ngồi. À, tại vì trên kia có bà con đang trị bệnh rảnh á, à, cậu không thể bỏ đi lâu được, dạ. khổ như vậy. cái ly đó của cậu à ly à, đây, à. con cầm hết không đi. cầm hết rồi. cái này cần khóa lại một tí để câu khóa lại luôn cậu khóa bà. lại đi rồi cầm cái mình đi lên luôn tại vì lâu lâu mới xuống đây là giá trưa cho mấy thầy xuống đây nghỉ trưa ha dạ, cho mấy thầy xuống đây có dẫm cái đồ á rồi, rồi, nghỉ trưa nấu uh, trà rồi thiếu gì nè ừ. uống uống nước trà tới giờ làm thì cứ lên làm việc thôi để cho nó khu này nó ấm cúng lại cái cái bảng này thì mai mai chiều cho tụi nó tháo thả mấy cái này xuống để coi lại coi cái bảng đó bản gì ha ô hai cái bảng này quy định mà không thể bỏ anh tí kỷ niệm của cha tường ha dạ. Yeah. mình dọn dẹp cho sạch sẽ rồi để cậu coi à, ý nghĩa nó như thế nào mình không không thể bỏ được thì uh, bên đây là vườn thuốc của mình bên đây giờ nó còn ba cong nó nằm trong khu của mình phải không dạ nằm bên còn nằm trong khu của mình hết bên kia là nhà giường động vật của mình bên đây là của mình nhỏ này nó còn ba công đây mà theo con thì con thì theo cậu thì cậu thấy đất này chắc nếu mà mình mua nó bán á mà chắc nó bán mắt lắm hả tuy dạ bán mắt như thế mà cậu phải theo cậu đón ba công này nó bán cỡ nhiêu tiền tuy còn còn đón thử đón mà đón mà làm sao nó bán á mới được nha nếu mà bây giờ mình qua mình hỏi người ta trực tiếp qua hỏi luôn là giá bèo nhất khoảng 300 triệu 300 triệu trăm triệu một công một công đó một à. công và ba công này là cả là, tỷ là cả tỷ bạc ờ à, cả tỷ là bốn mươi mấy ngàn đô luôn dạ bốn mấy ngàn ờ à, hơi nặng quá ha nhưng mà nếu mà mình mua được á thì từ bên kia qua bên vàng động vật qua tới cái đất thánh của dạ. cha tường bên kia luôn đất thánh cha tường à, hai công đất phải không dạ hai công đất rồi ừ ờ, thì nguyên cái khu này là trở thành một cái khu vườn thuốc du lịch của miền nam việt nam dạ. luôn nếu mà tao bảo đảm này thì... là nếu mà tao có tiền cậu có điều kiện mà ừ. cậu mua được bên đây thì cái vườn thuốc mình phát triển ở đây là phát triển cái vườn phát thuốc tiển, mé bên đây phát triển rồi nó dạ. sẽ trở thành một cái khu du lịch lớn nhất của miền nam việt nam luôn tại vì cái đây là thuốc quý mà Dạ mà cái dùng đất này dùng đất nước kìm nữa biết không? đã quá ha. thì như, như như lời cậu bãi nãy nói con chưa kịp đến chính thêm cho mọi người biết trên cộng đồng mạng luôn đó. Ừ. thì cái cái phân bò của cậu giải thích hồi nãy đó, ừ. là mình nấu thì có sách mà mắt thì sẽ có chứng. Ừ. đó khi mà cha tường đem cái cái mẫu thuốc xạ đen ở trà vinh của mình á, ừ. với cái mẫu thuốc xạ đen ở hòa bình lên sở y tế của trà vinh mình test thử lại. á thì cái mẫu xà đen cái dược tính của mẫu xà đen ở trà vinh nó cao hơn cái mẫu dược tính xà đen ở hòa bình nó phải 10 lần trở lên nè đây là xà đen phải không dạ đây là xà đen. À, bây giờ mình bước vô tới ông này chút xíu bữa hỏm nó phùng binh là, là tụi con cắt nó mới xuống cái gì phải không dạ cắt cho nó bớt xuống rồi dọn cái cái nào mà ừ. không phải là thuốc thì bỏ hết mấy mua tưa này xài ngon lành mua tưa không? này là để bơm nước á cậu anh ờ để mình tưới đó ha dạ. thì à, những cái gốc gốc cây xà đen mà nó bự dày thì thôi Dạ. 6 tháng sau là cái này nó bằng nguyên một cái bàn tròn luôn ha dạ. cậu nhớ cậu uống nước trà với không cố đâu đây ở đây ở à đây ở à đây, à đây ờ. thì uh, những cái cây thuốc này nó giống như là mỗi một cây giống như là cái nia vậy đó, dạ. bằng cái bàn tròn vậy đó. thì uh, hết thích đã ha dạ. mấy cái này nó già dữ lắm rồi tí Thấy con không? chưa cắt được tại vì con lo bên ngoài à, trời lo cắt đó. bên ngoài trước đi cắt cái thằng già hết nữa đó các ờ, bạn lo đó, cắt già những cái thằng già À. rồi còn dài lên trên kia dạ. thì bắt đầu những cái thuốc gì nó chết á thuốc quý á, thì nó còn gốc á mình dưỡng nó lại dạ, lấy học trồng lại ờ, giống như phân chuồng như thế này là bà con cô bác coi ha phân chuồng như vậy mà không tốt sao được mấy gốc này chưa bỏ hả tí dạ mấy gốc này chưa bỏ tới đó, đó vậy mấy anh đây là ngừng lại mình ngừng lại đất này bây giờ nó quay dữ lắm bây giờ nói thiệt ha cậu cũng không đủ khả năng đâu cậu hãy xin cộng đồng mạng cô bác anh chị em mà giúp đỡ cho cái vườn thuốc của cha, Mỗi người chút 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 kìa đó, dạ. còn nếu như có người nào cho nhiều thì đâu cần xin người ít chi để mình đủ kinh phí để mình bảo tồn lại cái vườn thuốc của cha để mình cứu người. Dạ, có thì... thể là vườn thuốc này cậu sẽ bung ra mấy chục nước trên thế giới cho người Việt Nam uống luôn. Tại vì con cứ sản xuất ra, cô bác nào cần nửa tháng, một tháng chỉ cần đưa tiền kinh phí cước phí gửi thôi là cậu sẽ sẵn sàng cậu giúp Đó. còn trong nước thì khỏi nói rồi thì cậu yêu thương về cho không mà yeah. mà nó giờ nó 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 tốt như vậy mà nó nhiều ừ. như vậy thì phải cho không thì cho không bằng cách nào đó là đủ lộ cách cho không nói vậy đó thì nói chứ thuốc này nó quý dữ lắm bây giờ Ví dụ trà nhẵn lòng thì nó cũng uống mát gan rồi nó dễ ngủ. Rồi trong cái trong cái căn bệnh của con người bị ung thư là xạ đen là điều đầu tiên nhất nó là cái thằng chống lại cái cái, cái phát đồ chống rồi. lại cái tế bào cái, ung thư. Tế bào dạ. ung thư là cái thằng xạ đen nó đi hàng đầu, dạ đi hàng đầu. Phải có nó đi hàng đầu. Rồi tất cả những cái thuốc khác nó đi theo sau nó thôi nó là ngăn ngừa tế bào siêu độc của ung thư ha và dạ. xạ đen bắt buộc phải có ừ, bắt buộc phải có đi đầu rất tiếc là cái ba công đất này đã quá mà giờ nó có mương thí dụ như là nó có đường mương rồi mình làm cái cầu đi qua bên trong nó có căn nhà rồi mình trồng thuốc mình có công viên cho bà con đi vòng vòng chơi ngon quá ha thôi thì chắc mình nằm mơ đi bây giờ bên của mình thì hết sức là tốt ha Tuyết? Yeah. dạ này con cắt uh, bao lâu rồi nó lên được à, vậy cắt mới có khoảng chừng 25 ngày rồi cậu 25 ngày thôi đó à, hả 25 ngày mà vậy mà trúng cái thời điểm là mùa nắng gặp mà trúng hết cái thời điểm tí, mùa mưa phân à. đổ con đổ vậy nha à, phân đổ vậy đó phân, phân trùng chưa đó. có kịp dừng lại vậy. nếu mà phân tầm bậy đổ vô nhiều quá nó nóng nó cháy cây N nóng nó cháy lá cây cậu... rồi còn cái phân này càng đổ nhiều nó càng tốt hơn yeah. con đổ một cây cả hai ba thúng về mà yeah. trời mưa xuống nữa thì thôi nó rã ra nó rã ra thì đất này nó trở thành đất phù sa hơn nữa ở dưới là cha tường bỏ nhiều lớp đá dưới rồi yeah. lớp đá thì bắt đầu đúng. nó rút cái chất nước này nè nó xuống cái khe đá nó đi theo cái rễ của nó tại vì những cái cây lớn này đó là người ta theo theo đúng khoa học của nông nghiệp á người ta không cần bỏ phân vô ngay gốc Ừ. tại vì bỏ vô ngay góc á, thì cái góc là bỏ chơi thôi chứ thật ra cái rễ nó nằm ở ngoài để không dạ đó khi nó tốt là mé bên ngoài khu vực khoảng thước nửa thước á, đó là con dục phân tùm lum ngoài đất là yeah. đất khơi khơi vậy đó nhưng mà cái rễ của cây đó nó nằm ngoài đó đó yeah. ha yeah. đó là tại hồi xưa cậu cũng có ở đảo bảy tám năm cậu có quen với thằng kỹ sư nông nghiệp nó người Indo lai tàu nó là kỹ sư nông nghiệp luôn rồi đó, thì nó chỉ cậu nhiều cái cũng hay lắm rồi à, tới đây là vườn thuốc à, cái nhà máy thuốc quý của cha à, xin mọi người dòm cái rồi chúng ta ngưng lại bữa nào chúng ta nói chuyện nữa ha rồi đó à, quay sơ lược cho bà con dòm cái đó thấy vậy chứ nó rất là nhiều kinh phí